Nếu bạn là một game thủ chơi pháp sư, nhưng vẫn đam mê đẩy trụ, thì đây sẽ là những tướng phù hợp nhất cho bạn. Dirac, dù sát thương tay của Dirac không thể gây damage lớn lên trụ, nhưng trái lại, anh lại là số ít tướng có thể gây sát thương lên trụ bằng kỹ năng. Thực tế sát thương kỹ năng của Dirac có khả năng đẩy trụ cực kỳ nhanh, kể cả trụ đang trong giai đoạn có giáp bảo vệ hay không. Người chơi Dirac không chỉ thủ trụ khỏe, mà tốc độ đẩy trụ là vô cùng ấn tượng. Theo đó, đây hoàn toàn là một pháp sư chất lượng cho game thủ đam mê lối chơi này. Liliana, cô nàng Liliana sở hữu lượng sát thương tay lên trụ cực lớn khi chuyển sang dạng cáo với chiêu 1. Lúc bấy giờ, nữ pháp sư này có thể khiến trụ tim địch bốc hơi cực nhanh. Chiêu 1 của cô nàng ở dạng cáo không chỉ mạnh khi gây sát thương lên trụ, mà nếu có được nội tại ẩn trước đó thì còn khiến cả địch và tà thần đầy cây máu bốc hơi trong tích tắc. Thậm chí, nhiều người chuyên Liliana còn không muốn để lộ khả năng bất bại của cô nàng, vì sợ gà rán để ý đến sẽ giảm sức mạnh. Đa Sai, dù không còn là tướng hot pick ở Liên Quân thời điểm hiện tại, nhưng nếu chỉ so về khả năng đẩy trụ nhanh, thì đúng là không thể thiếu anh chàng này được. Với những lần sử dụng kỹ năng của mình, Đa Sai có thể khiến trụ địch bay một lượng lớn máu, và nếu địch chủ quan, lúc đó hắn ta sẽ làm ảo thuật khiến trụ địch biến mất trong tích tắc. Để chơi được Đa Sai ở thời điểm hiện tại không hề đơn giản, vì anh chàng quá dễ bị khắc chế. Nên mỗi khi thấy Đa Sai xuất hiện thường sẽ là những tay to thực sự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.